thang nghèo mà lúc nào cũng thấy đỏ lửa ì xèo hết trơn vậy. Đỏ lửa ông táo liên tục hen. Gì rồi đó hả? Thôi đừng có hỏi lu bu nữa, đói bụng quá. Bới cho thằng Tô cơm nóng canh nóng ăn thử coi. Cơm mới rế, không có canh, chỉ có cá lòng tông kho tiêu thôi. Món đó cũng ngon á, có dưa leo hay dưa chua chấm không? Ủa, sao không về nhà mà ăn? Ai mà thèm ghé đây ăn chực. Nhìn cái bản mặt chù ụ, dễ ghét. Chẳng qua là tôi đi đường vòng, không có đi qua đò, cho nên nó xa bà cố luôn. Rồi đường đó phải đi ngang qua đây, gặp ngay cái thằng xe ôm chết tiệt, hết xăng ngay cậu ông gáo kìa, buộc lòng tôi phải tới đây. Hiểu không? Ghé nghỉ chân chút thôi, tía tôi không có ở nhà. Tôi đâu có tới đây kiếm bẫy rắn đâu. Mà hôm rày có gặp lụa không? Có, chuyện cũng êm rồi, nhờ bác Tư đó. Ui da, đau bụng quá. Ui da, đau bụng quá. Ui da, tự nhiên đau bụng quá. Ui da, có dầu gì sức không? Ui da, ui da. Nè, không biết sao mà đau dữ vậy. Tôi kêu xe ôm cho anh về nha. Sao mà nói, ngồi xe không có nổi đâu. Vậy thì lên trạm xá đi, lên trạm xá gần hơn á. Để tôi kêu xe ôm cho anh ha. Đi mới có mấy bữa à, mà mày tiến bộ dữ hen. Mày đặt nói tiếng Mỹ gành ghẻ nữa mày. No, American English. Là sao? Là vậy đó. Chàng muốn chết, vậy mà cô lụa còn chơi lên chơi xuống, chưa mời được một ly kem nào hết. Cũng tại anh dở tệ á. Dở cái đầu mày, tự nhiên cua gái không xong, giờ đổ thừa ai. Ra bên đò kìa, đón nó đi. Nó qua thị trấn đó, giờ này cũng sắp về rồi đó. Thiệt hả? Anh dạ, đi yểm trợ em nghe. Vô duyên, tao đi yểm trợ mày, rồi sao mày trợ nó? Dễ giàu gì, cô lụa của anh á, ngó em bằng nửa con mắt à. Ê, tay anh sao vậy? Đừng nói, quấn băng, chuẩn bị đi quán tennis nha. Mày rảnh quá. Ôi da, đau. Đừng có nói là bị bà Kiều quăng thang hồng trả đũa nha. Tao chấp bừa con Kiều nó còn không dám nữa. Vậy chứ anh bị gì vậy? Tao bị gì kệ tía tao.
khổ gì dễ nhách vậy. Thôi mày đâu đi cho rồi đi. Anh dạ, hay mình đi qua bển nhậu đi, em đãi cho, coi như là mừng anh tay qua nạn khỏi vậy mà. Rồi mày không đi đón con lụa hen? Nằm mơ thôi, dễ giàu gì. Đi nhậu là chắc cú. Bê sườn em còn đau nè, tức là tình em còn đau nhói trong tim. Em đâu dạy gì đi ra ngoài cho ôm đầu máu nữa. Nắm máu anh là chắc cú. Nhậu nghe. Để tao suy nghĩ đã.